Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phương kính mời quý vị theo dõi bản tin phân tích thời sự với ông Đinh Hùng Cường cho Võ Thành Nhân thực hiện. Kính chào chúng tôi là Võ Thành Nhân và tiếp tục trong phần 2 chương trình ngày hôm nay của bản tin Hoa Tình Đốn thì chúng tôi hân hạnh được tiếp xúc với ông Đinh Hùng Cường để phân tích một số những cái tin tức có liên quan đến đề thời sự quốc tế. Sau đây kính thưa ông cường khi mà chúng ta nói thời sự quốc tế thì nóng bỏng nhất là cái vấn đề những cái đám cháy lớn ở tại dạ, Saudi Arabia dạ, vâng. thì những cái đám cháy lớn như vậy đó thì nó ảnh hưởng như thế nào đối với thế giới vậy dạ, thưa ông? Dạ, thưa chào anh võ thành nhân thưa xin chào quý vị đài truyền hình để bắt đầu cái câu chuyện thì chúng tôi xin thưa là trong một hai ngày vừa qua đó nó không phải là một cái đám cháy là một cái sự tấn công từ một cái lực lượng khác vô trong hai cái 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 xưởng dầu rất là lớn ở bên uh, Al -Alam, uh, thì thưa với lại à, anh nhân với quý vị là cái sự việc này nó xảy ra đó nó gây một cái sự thiệt hại rất là lớn không phải cho hai cái 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 xưởng dầu đó mà nó cho cho cả thế giới về cái vấn đề nhiên liệu và cái điểm kế tiếp nữa đó là hiện thời đó là Mỹ đang có những cái vấn đề mà gọi là căng thẳng với Iran mà ông ngoại trưởng của Mỹ đó là lên tiếng buộc tội Iran ngay lập tức là phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về vấn đề này nhưng mà tổng thống Trump thì ông khôn ngoan hơn. Ông ấy rất là dè dặt và ông không có gọi là blame ngay Iran và ông cứ nói vòng vòng tức là ý ông chưa muốn chỉ đích danh như là ông bộ trưởng ngoại giao. Đó là cái điểm mà 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 mà, mà hiện bây giờ cái tình hình ở bên đó nó là như thế đó thưa anh Võ thành Nhân. Người ta muốn tìm cái cái nguyên nhân sâu xa của cái vấn đề này. Nhỉ? Cái vấn đề nguyên nhân sâu xa thì người ta thấy rằng là Iran nó là và trả thù lại cái vấn đề mà thế giới cũng như là cấm vận là vấn đề iran và thứ hai nữa là gây những cái vấn đề mà gọi là trong quá khứ đã làm thiệt hại và đây là cái vấn đề iran nói cũng như là cảnh cáo cho thế giới biết rằng là, là nếu mà không có cái sự mà thả cấm vận của mỹ và không có những cái sự liên lạc thì không có một quốc gia nào được đi qua cái vùng đó an toàn đó là một cái dấu hiệu để cho trả lời cho những người mà à, xưa giờ đi về phía mỹ chống lại iran thành ra cái vấn đề bây giờ đó là Iran đưa ra một cái dấu hiệu để cảnh báo, cái đó là điểm thứ nhất, cái điểm thứ hai nữa là để cũng như là nói cho Mỹ biết là muốn cho Iran ngồi nói chuyện thì đừng có tiếp tục cấm vận mà phải thả hết những cái đó ra, thì Iran sẽ ngồi nói chuyện, không có dính líu đến vấn Yemen, vấn đề Yemen, vấn đề ở Yemen. Mà thực ra đó thì người Yemen họ đứng ra họ nhận cái công việc làm này, nhưng mà bên Tình báo của Mỹ, họ bác bỏ hoàn toàn. Họ nói rằng cái hướng bắn cũng như là cái drone mà đi tới để mà uh, cũng như là phá hoại hai cái, cái, cái địa điểm đó là không phải từ Yemen qua. Và thứ hai, Yemen không có khả năng để làm cái chuyện đó. Thành ra dù muốn dù không trước sau là cũng là Iran để phải chịu những cái chuyện này. Bên cạnh đó, đó thì ông Tổng thống Trump ông cũng muốn có một cái liên lạc thật là chặt chẽ với lại Ả uh, 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 Rập và ông ấy nói rằng thì là ông luôn luôn hỗ trợ ả rập trong mọi những cái công việc để mà bảo vệ ả rập nhưng mà ý của ông thì là ông chưa muốn dùng cái gọi là uh, sức mạnh của nước mỹ nhưng mà có cái câu này rất là nguy hiểm mà ngày hôm nay ông tổng thống trung ông nói trên báo post đó, ông ấy nói rằng chúng tôi chưa biết được là ai sẽ chính thức làm được cái chuyện này chúng tôi chuẩn bị rất là cẩn thận và quý vị biết rằng một khi nước mỹ đã trả đũa đó thì cái sự, sự tàn phán nó ghê gớm hơn thế này nhiều lắm thì một cái câu nói như thế từ một vị tổng thống của một siêu cường thì nó có một cái ý nghĩa ghê ấm lắm và hôm nay người ta đã đăng lên trang đầu của tờ báo post. Yeah. Và khi mà chúng ta nói tới vấn đề Iran, vấn đề Saudi Arabia, yeah. vấn đề an ninh nó bất ổn, nó có ảnh hưởng tới cái cuộc bầu cử của do Thái của của do thái vì lý do là do thái rất cần được cái sự ủng hộ để mà củng cố vấn đề quốc phòng của do thái do đó nên qua cái sự kiện nó như vậy đó thì ông nghĩ rằng cái kết quả của cuộc bầu cử do thái ít nhiều được cái bị vấn đề ảnh hưởng. nó rất Nói là trực rất tiếp là, gián tiếp nó có bị ảnh hưởng không là vấn đề là như thế này là bây giờ nó thứ ba này là nó bầu cử ở bên do thái rồi thì cái hành động này của Iran á, tôi nghĩ là uh, nó sẽ rất là lợi cho cho ông Netanyahu bởi vì ông là một con diều hâu mà bây giờ cái hành động này của anh nó là anh làm được cái chuyện như vậy thì tôi nghĩ là tôi không biết là cố tình hay là vô ý rằng đã giúp cho ông 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 Netanyahu có có cái cơ hội được phiếu rất là nhiều lắm. Thành yeah. ra cái tình hình chính trị thứ nhất đó là tôi nghĩ là cái việc làm này của Iran nó gây ra những cái hại thứ nhất đó là Iran mất đi cái chính nghĩa thứ hai tạo cái tình thân giữa xe ả rập với lại uh, ở mỹ rất là nhiều thứ ba nữa đó là làm một cái lợi rất lợi cho nato ở bên Tờ thái yeah. ở Kính thưa quý vừa rồi là một số những nhận định của ông Đinh Hùng Cường về vấn đề Trung Đông. Yeah. Được biết rằng vào thứ Sáu này thì ông uh, Thủ tướng của Úc sẽ viếng thăm Tòa Bà Đốc. Thì cái nhìn của ông Đinh Hùng Cường về vấn đề liên hệ mà gọi là đồng minh mà chiến lược của của Hoa Kỳ và các nước ở Nam úc giống như là Tân Tây Lan giống như là úc đại lợi và một số những cái quốc gia khác những cái đảo nhỏ đó thì ông ghi nhận nó như thế nào À, Thưa mọi thành nhân kính thưa quý vị cái vấn đề nhìn rõ bây giờ đó là cái vấn đề biển đông thì cái biển đông nó ảnh hưởng tất cả những cái quốc gia đó thành ra bây giờ nước Mỹ cần liên kết lại với như úc Tân Tây Lan ngay cả việt nam nữa để làm sao ngăn chặn cái bành trướng của trung cộng về biển đông thành những cái việc làm của ông thủ tướng úc mà đi tới tòa úc cũng không ngoài cái vấn đề thứ nhất là có những cái giao ước bí mật về quân sự thứ hai là tạo cái, cái liên hoàn để mà một khi mà có một cái hành động nào mà chống đối lại những cái sự mà bành trướng của trung cộng thì những cái quốc gia đó sẽ đứng với mỹ để lấy cái sức mạnh Chúng tôi cũng được biết rằng là vào thứ sáu này là tòa bạch tiếp một quốc khách rất là lớn. Do đó nên từ hồi tuần rồi họ đã có những chương trình tập dượt để mà đón cái vị khách quan trọng như vậy trong cái cái người đồng minh chiến lược của Hoa Kỳ. Nhưng bên cạnh những cái đồng minh chiến lược như vậy đó thì có những cái đồng minh không thể bỏ quên được do đó nên có những người rất là trẻ đến từ Hồng Kông ba người rất là trẻ mà chúng tôi ghi nhận ở đã vào ngày hôm hôm qua đó là vào ngày thứ ba đó đã ngồi trong một cái buổi mà điều trần mà trong đó có những thượng nghị sĩ dân biểu của Hoa Kỳ lắng nghe họ mà chúng tôi nghĩ rằng đây là một trong những cái mà Hoa Kỳ cũng không thể làm ngơ được trước những cái cuộc biểu tình rất là lớn kéo dài từ hồi cả mùa hè năm nay ông Đinh Hồng Cường thấy như thế nào khi có những người trẻ như vậy họ ngồi trong một cái bu bu buổi điều trần như dạ. vậy. Dạ. Cái vấn đề như thế này là tôi đã có dịp nói chuyện với những cái người trẻ thật sự từ Hồng Kông. À, khi họ đến Mỹ này đó thì họ nói với tôi đó, là cái thế hệ cha ông của họ đó cái cộng sản họ nó đàn áp quá họ chỉ lo cái miếng ăn thôi. Thế nhà khi họ có miếng ăn rồi đó thì tất cả những cái sự chống đối nó mất đi. Nhưng mà những cái thế hệ sau này đó nhất là những người ở Hồng Kông đó họ hiểu thế nào là tự do, họ hiểu thế nào là bị áp bức thành từ ra họ đã vùng lên và những cái người ở Hồng Kông Họ sang Mỹ thì họ nói với tôi là họ sẽ không bao giờ nhượng bộ vì họ nói rằng nếu mà nhượng bộ tức là Trung Cộng sẽ bắt họ trở lại sống cái đời sống của Trung Cộng làm lợi cho những cái đảng viên của Trung Cộng để hưởng và tất cả những cái gì mà họ sản xuất được họ sẽ bị cái, cái người cộng sản lấy đi hết thành ra cái 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 việc làm bây giờ nó nó đã trở nên gọi là họ kiên trì mặc dầu là cộng sản tìm mọi cách để mà triệt tiêu họ họ không thể dùng cái cái, cái thủ đoạn thiên an môn được vì nó quá tàn nhẫn và nó quá dã man và thứ hai nữa là bây giờ thế giới họ đã đi vào những cái vấn đề văn minh hơn đối với với Trung cộng thành ra nhưng họ dùng những cái 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 gọi cái, là cái, 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 cái chiêu ngầm bắt cóc hay là làm những cái chuyện khủng bố ngầm để mà ngăn chặn nhưng mà cái người À, Hồng Kông họ nhất định họ vẫn không chịu lùi bước. Thì cái việc này đã đưa đến một cái người rất trẻ ở bên uh, Hồng Kông hôm nay họ điều trần ở tại thượng viện để nói lên tất cả những cái sự áp bức và những cái sự mà đòi hỏi và họ cần uh, nước Mỹ ấy, hỗ trợ cho cái vấn đề đó là vấn đề tự do dân chủ và nhân quyền. Xin được cảm ơn ông Đinh Hồng Cường dạ. Bảo dạ. à, Kính thưa quý vị, à, bản tin của chúng tôi và ông Đinh Hùng Cường đến đây xin được tạm ngưng và chúng tôi xin hẹn gặp quý vị à, vào kỳ sau. À. Kính thưa quý vị, bản tin hoạt hình đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến, xin email về Washington DC at sptn.tv. Bích Phương kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị có một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình.